Bạn có biết rằng trò chơi cờ tỷ phú được yêu thích trên toàn thế giới ban đầu được tạo ra với một mục đích? Khi bạn tung xúc sắc và di chuyển quân cờ của mình, bạn sẽ chứng kiến cách độc quyền có thể làm biến dạng thị trường, ngăn chặn sự cạnh tranh và làm trầm trọng thêm khoảng cách giàu nghèo. Cờ tỷ phú thách thức chúng ta suy nghĩ một cách sáng suốt về sự công bằng, cơ hội và sự quan trọng của một sân chơi bình đẳng. Nó khuyến khích cuộc thảo luận về phân phối tài sản, công lý xã hội và nhu cầu về quy định bảo vệ người tiêu dùng và thúc đẩy sự cạnh tranh lành mạnh. Vì vậy, hãy tập hợp bạn bè và gia đình của bạn và hãy bắt đầu cuộc hành trình vượt xa ngoài việc chỉ chơi một trò chơi, trải nghiệm những bài học của cờ tỷ phú trực tiếp, những nguy hiểm của sự độc quyền và tầm quan trọng của sự bình đẳng về tài sản. Cờ tỷ phú, nơi giải trí và giáo dục hòa quyện, đó là cơ hội độc đáo để học hỏi và suy ngẫm về những thách thức mà xã hội đang đối mặt trong khi chơi. Hãy thể hiện tài năng doanh nhân của bạn, nhưng hãy nhớ những bài học quý giá mà cờ tỷ phú dạy chúng ta về một thế giới công bằng và bình đẳng. Thích, chia sẻ, đăng ký ngay.